thực của vùng đất phương Nam thì rất phong phú và đa dạng, có cả những sản vật từ đồng ruộng, sông dài, biển cả, rồi cả từ rừng núi nữa. Được mệnh danh là quê hương của những dòng sông nên đất phương Nam không thể nào thiếu các loại hải sản tươi ngon như là tôm, cua và cá. Đặc biệt có những loại hải sản có cái tên gọi rất lạ mà khiến cho người nghe phải tò mò và tìm hiểu cho bằng được. Có thể nói đất Nam Bộ tập trung nhiều món ăn ngon, nhiều sản vật lạ từ lâu đã đi vào kho tàng văn học dân gian và luôn luôn là đề tài hấp dẫn thu hút khách phương xa. Trong kho tàng văn hóa ẩm thực phương Nam khó có thể thống kê đầy đủ có bao nhiêu món ngon, món lạ trong dân gian, vì đây là vùng đất cộng cư của nhiều dân tộc. Nhưng chính bởi cái tên gọi rất lạ, rất riêng của những món ăn, những sản vật đã khiến du khách thập phương thoạt nghe đã muốn tìm hiểu và thưởng thức thử một lần cho biết. Nói đến những món ăn ngon, lạ của đất phương Nam thì trên rừng, dưới biển, lòng sông, ruộng vườn chỗ nào cũng có và khó mà liệt kê cho hết. Đa phần những đặc sản này đều là món ăn dân dã, nhưng hiện nay có những món trở nên quý hiếm và đắt tiền như đuông dừa, hạt cấy là những món không phải lúc nào cũng có. Ngay những bậc lão nông lăn lộn với đồng ruộng, vườn tược trong đời cũng chỉ có cơ hội nếm thử được vài ba lần. Đúng rồi. Không không đâu mà tự do à? Hay anh.
Yeah.